Sâm Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em vừa về được cái chiếc máy lọc không khí Panasonic, một con dòng VIP mà đến mấy tháng nay không có hàng để phục vụ các bác rồi. Đây là một cái con chiếc máy đây là một cái chiếc máy lọc không khí Panasonic có mã là VF65, một con bán có thể nói là chạy nhất của cái dòng máy lọc khí Panasonic. Công suất khá là tương đối là lớn mà giá thành thì cũng rất hợp lý. Con này thì hiện tại bây giờ em đang bán là 3 triệu tư các bác nhé, giá 3 triệu tư này. Năm nay thì giá cả có phần nhỉnh hơn lần trước chút vì là không có hàng các bạn ạ. Không có hàng thì mọi thứ đều đẩy lên, vật tư giá cả rồi là xăng dầu mọi thứ leo thang đẩy giá lên thêm một chút vài trăm. Con này thì hình thức trắng đẹp nguyên bản, còn khá là đẹp. Khá là đẹp quá nhé. Không có làm gì con này đâu, con này về chỉ có mỗi lau thôi. Con này em nhập mà hàng dạng về tự vệ sinh. Cho nên nhà em vệ sinh thì không bao giờ có đánh bóng gì đâu ạ, vì nhà chả có máy đánh bóng. Hình thức thì rất là đẹp, trắng nguyên bản. Con này có nhé, VF65 59W. Điện 100V 59W, các bác dùng cho phòng khoảng 40 mét vuông đổ lại nhé. Con này thì bên em đã đấu tặng các bác cái đổi nguồn vào bên trong rồi. Mình cắm trực tiếp điện lưới 220V rất là tiện. Điện lưới 220V. Đấy, chức năng máy thì lọc khí đơn giản thôi, khóa trẻ em này, giữ 3 giây khóa. Đây coi nhá, khóa không bấm được. Giữ 3 giây mở. Công nghệ Eco. Điều chỉnh cửa vẫy, cửa dâng, điều chỉnh cái tốc độ lọc khác nhau, cấp độ lọc, điều chỉnh các chế độ lọc không khí bù ẩm khác nhau. Đấy. Báo cảm biến bụi mùi, báo độ ẩm. Đấy. Trạng máy còn khá là đẹp. Con này thì đi theo cái chiếc màng zin các bác nhé. Màng zin còn khá là trắng. Đấy. Cái màng Panasonic nó rất là mềm nhé, chứ không phải là màng nó hỏng đâu ạ. Đấy, các bác lưu ý là như vậy nhé. Nhiều bác nhìn thấy cái màng Panasonic zin của nó, cái giấy nó rất là mềm, tay mình không cẩn thận mình cầm đây là nó lõm luôn. Đấy, nhưng mà đây cái màng này các bác nhìn còn rất là trắng tinh luôn. Đấy, gần như là chưa không có dấu hiệu gì của ấy. Đấy. Màng còn rất là đẹp. Đấy. Đây là cái màng than khử mùi này. Riêng Panasonic thì có cái màng than tối rất là to, khử mùi khá là tốt. Ở cái màng này khi các bác có nhu cầu thay mới thì là 400.000 nhé. Bên trong này đây là khu vực bình nước bù ẩm này, bình to lắm ạ. Màng tạo ẩm zin các bác còn khá là trắng đẹp nhé. Màng tẩm zin này, cái này nó dính đến nước thì nhiều khi nói, nhưng màng này còn rất là đẹp, mềm, không bị đóng vôi gì đâu, màng còn khá là đẹp. Một con máy đánh giá là cũng khá là xuất sắc trong cái dòng máy không khí bãi. Đấy. Con em bán 3 triệu tư, các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Hàng này giờ không có nhiều đâu, nó thuộc loại hàng khá hiếm đấy. Giá chưa phí vận chuyển, chào các bác.